Xin chào các bạn, xem đây là một cái sản phẩm made in Việt Nam, hàng đẹp, giá rẻ, chất lượng cao, không kém gì Đức cả. Đế xoay 100 độ, thép không gỉ 304, chắc như một cũ xe tăng. Dưới là có một cái VTA, đây là một cái sản phẩm theo yêu cầu của chủ nhân, bởi vì chủ nhân yêu cầu là phải làm đúng như vậy. Ông này ông ấy hơi dốt một chút về công nghệ, về ngành cơ khí, đâm ra ông yêu cầu là phải làm cái gì mà dễ chỉnh nhất, dễ sửa nhất. Tất cả này nó chạy bằng không khí, cần cho than mà chạy bằng không khí thì thôi rồi, chấm hết âm thanh thì thôi rồi, khỏi phải với ban. Nhưng mà nó hơi rườm rà một cái là luôn luôn chúng ta phải bật không khí, nhưng mà cuộc sống bây giờ nó là như thế. Dần dần bạn phải làm quen. Người Việt Nam thì phần lớn là các bạn cứ quen rồi, làm cái gì chơi cái gì là nó tiện. Nhưng người nước ngoài người ta chơi cái gì là nó phải tới, có nghĩa là người ta phải hơi cầu kỳ một chút. Tôi mong rằng là tất cả những anh em chơi về đĩa than, ở đây chúng ta sẽ có một cái xu hướng đi theo cái gu chơi gần đĩa than, chạy bằng không khí. Có khác gì bây giờ bạn đi cái xe CX5 của tôi giá tầm khoảng 1 tỷ, nhưng bây giờ ngồi lên cái xe khoảng 8 tỷ chắc là cũng về muốn bán nhà đi để mua. Bởi vì sao? Nó hay, đi nó êm lắm, cơ khí chính xác 100% luôn, không phải suy nghĩ gì cả, chắc chắn tiêu chuẩn hết. Từ những cái con ốc vít bạn thấy không, toàn thép 304 hết, nhập khẩu hết, chứ không có chuyện mà mua những con vít sản xuất ở Việt Nam lắp vào. Đấy, gọi là những cái cơ bản thiết kế và những cái chế tạo là con người, khối óc Việt Nam, còn những cái một số những cái thiết bị chúng ta vẫn phải nhập ở nước ngoài, chúng ta không thể làm được những cái ổ cắm này hoặc là những cái con ốc vít này. Đấy, tuy nó đơn giản nhưng mà nó không như những gì chúng ta nghĩ. Thậm chí cả cái dây này cũng vậy, dây chuyển tín hiệu này là dây của Mỹ, sản xuất tại Mỹ luôn, rất là tốt, mạ bạc. Xin chào và chúc các bạn có một ngày an lành.